Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming nha. Và Duy Khải chúc anh em xem video này vui vẻ em ơi. Ở đêm này thì trong trận Tống Kim ngày hôm nay thì rất là khó để mà đánh. Hôm nay thì Khải cố gắng lắm, Khải được tập 9 thôi, tại vì phe Tống bị ép quá. Và anh em cùng xem cao thủ Mão Lưu Đạn nha anh em. Hiện tại ở trong trận đấu này thì BK 91 người và 19 người sơ và tử vong 10 lần. Nói chung trận này thì Kim tràn áp phe Tống dữ quá anh em ơi. Nên là phe Kim tỷ lệ chết rất là thấp. Đó nè không? Còn bên mình này đậu xanh chết 20 mấy 30 lần không. Rồi, để chúng ta cùng xem cao thủ anh Mão cao thủ này đồ như thế nào thì anh em cùng xem cho biết này em ơi. Hiện tại như anh em đã thấy thì đang sở hữu một set đăng bang. Đang sở hữu một set đăng bang hồng Mỹ anh em. Set đăng bang hồng Mỹ này là đầu tiên server luôn nha mọi người. Hôm trước anh có mua có giá là khoảng tầm 15 triệu thì phải. Đó, set đăng bang hồng Mỹ tầm này 15 triệu anh em. Hồi đó là anh mua là cái rương ăn bang hồng Mỹ random anh em và lúc đó mở ra gia truyền được 15 thì hơi tiếc dù gia truyền thôi. Còn lại ngọc bội thì mát này 26 5% là mát này nè, nhẫn 25 sinh lực lực và nhẫn 29 sinh lực lực. Đó, trong cái set đồ hồng Mỹ này thì nó sẽ thêm sinh lực này nè, đó thêm sinh lực này và ngọc bội này sẽ thêm kháng tất cảnh 5. Đó, rồi dưới cái gia truyền thì sẽ thêm kháng lôi 10. Đó, chung là ở set đồ này thì được ngọc bội là đem ngọc bội mát ộp này, rồi đi kèm với một bao tay 542 và một cái bỏng tóc 30 bằng sát 66 sát thương 20% là cái bong bỏng đi theo hướng bằng sát như nè, và một cái nón 1940 chó kháng hỏa, một cái áo 40 thì giảm chậm, một cái đai 1940 chó kháng hỏa và một giày kháng lôi. Tính ra ạc này thì được kháng hỏa khá là nhiều anh em. Đó này 19 này, rồi cái này 25 này, 19 nữa này. Đó, cái vũ khí này 10 nữa thì lượng kháng hỏa ạc này lên khá là cao và hiện tại cũng đã đặt móc mình là 80 chó rồi nè. 80 chón này, 80 chậm này. Đó, rồi với lượng kháng lôi. Nói chung ạc này thì gọi là ok rồi em. Hôm nay thì cũng có phi phong nữa. Thì hôm nay anh có hạng không? Hôm nay anh được hạng 4. Hôm nay được hạng 4. Rồi, thì tính ra thì set đồ này thì cho anh em xem nhẹ thì một set đăng bang này hòn Mỹ là đầu tiên server. Thì ảnh mua của cái top cá nhân em khoảng 15 triệu. Và con ngựa này ở video trước thì Khải cũng cho anh em xem rồi. Khải mua dùm ảnh cái con này 4,5 triệu. Rồi, còn cái bóng này thì anh em nhìn cũng biết rồi. Cái bóng này hồi đầu tiên server dạng hàng đẹp no 1 server anh em. Sau đó sẽ có thêm một cây tóc 20 bên sát 73 nữa, nhưng mà nên là đâm ra cái này nó còn thành no 2 thôi. Đó, thì cái này thì theo Khải nghĩ tầm này nó cũng được giá khoảng hơn triệu, 2 triệu gì đó nè. Còn cái đai lưng này khoảng tầm vài kim. Nón này cũng vậy, áo này cũng vậy, bao tay này cũng vậy nè, và giày cũng vậy. Giày này cũng hàng no ra server ấy, giày này hàng no server ấy. Nói chung là tổng set đồ này thì Khải thấy thì set đồ này bèo bèo cũng hơn 25 triệu đó em. Tổng set đồ này hơn 25 triệu, chưa tính cái ạc nha em, chưa tính ạc nha em. Tại vì con ngựa này 5 triệu rồi, set này 15 nữa khoảng 20, còn cái dây này khoảng 2-3 triệu nữa nè em. Cái vũ khí như vậy. Thì nói chung nhẹ nhẹ món này nữa, Khải thấy thì set đồ của anh này thì quá chắc rồi. Cái băng bỏng hiện tại thì đồ năm hành chưa được viết cho lắm nên là anh đi theo hướng cái ăn ban hiệp cốt cũng ăn ban hồng Mỹ cũng hợp lý rồi nè. Chắc chắn với anh em này sẽ có nhiều anh em bảo tại sao không đi hướng theo nam hành, nhưng mà server này thì đồ nam hành rất là hiếm nè. Nếu mà có một đồ nam hành mắt pin thì chắc chắn anh sẽ đi hướng về nam hành rồi. Rồi, anh em xem video này đừng quên ủng hộ cho Mão Lưu Đạn một like chia sẻ ủng hộ nha anh em ơi. Khải cảm ơn anh em rất nhiều nha. Đừng quên một like chia sẻ anh em ơi. Ạc này hiện tại đang nằm trên top cao thủ nha mọi người, 147. Đó. Rồi.